tất cả các thứ về chương trình chém phép cuối tuần của VDT. Thì trong buổi chém phép ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cách là các bạn có thể một máy tính của các bạn đúng không? Thường thường là nó đầy đủ, nó phải có đầy đủ như phim ảnh này, hoặc là một số game viết gì đấy. Mà phim nhưng không phải phim nào cũng xem đâu. Có những cái phim mà các bạn tải như thể là cái phim định dạng 4K, 2K gì đấy. Phim mà các bạn hay tải ở trên lầu xanh chấm ớt ấy thì thường thường là cần phải đầy đủ driver với các thứ đúng không? Chào các bạn đi thôi. Vấn đề chính của ngày hôm nay là mình muốn các bạn là cài một cái driver cho máy tính, chính là đầy đủ driver hết, yêu cầu máy tính của bạn có kết nối mạng nhé. Công việc đầu tiên của các bạn là các bạn vào cho mình một trình duyệt này, các bạn vào một trình duyệt đi. Những cái máy tính thường thường là nó rất khó để có driver đúng không? Thì bây giờ cách đơn giản lắm, bạn vào trình duyệt này, đánh cho mình gv này, hoa booter này đấy, các bạn thấy không? Các bạn tải về, kích vào trang chủ của nó chính là trang iobit nhá. Các bạn tải free download, dung lượng của nó là 1.91 MB đấy. Thì cái bản này thì nó hình như là được chính tính phí đấy, phí của nó một cái là nó bắt mua này, mua cái này là hết 22.95 đô, tiền đâu đi mua không, người Việt Nam toàn ăn sẵn quen này. Mình chơi thôi nha, nhưng mà nói chung là tất cả anh em mình đều muốn là gọi là không mất tiền mà có được đồ để dùng liền kia đấy. Chính vì thế mình các bạn không cần mua mà vẫn có cái bản driver booter pro đây, các bạn tải về kích vào download đây để tải về. Nhưng mà nếu mà các bạn cảm thấy khó tải về trên này quá thì mình đã tải về sẵn cho các bạn rồi, và mình nén lại thành một file zip. Và bây giờ mình nén thành một file zip, mình nén không file zip nhá, à file ra đi, file ra thì mình sẽ post link ở dưới cái, mình sẽ post link ở dưới cái gọi là dưới cái video cho các bạn. Trong cái file ra này của mình thì mình có chứa luôn key rồi, đây các bạn có thể cái key đây nhá, là key của các bạn để các bạn có thể dùng, và các bạn tải nó về và cài đặt đấy. Sau khi các bạn tải được nó về thì các bạn click vào đây vào booter này. À, nghiêm cấm nha là các bạn phải rút mạng nha, các bạn thấy không, mạng mình rút ra này này, trong khi cài đặt thì các bạn phải rút mạng ra, không được để mạng đấy. Bây giờ là đang cài đặt đấy. Cái phần mềm driver booter này thì nó có luôn tiếng Việt đấy, có những máy của các bạn rất là khó tính để tải được driver đúng không, và nó không thích hợp được đâu. Nhưng mà riêng với cái driver này thì các bạn có thể, nhưng là nó tự động nó tìm auto hết trên mạng đấy các bạn, yêu cầu máy bạn là cần phải có mạng nhá. Này của mình thì là mình đăng ký bản quyền, bây giờ không hiểu là làm sao để cho mất bản quyền đây nhỉ. À, tính tắt thì vẫn lại phát nào đấy, đây là booter của mình đây, của mình là Amalage Light Share đây đấy. Các bạn tính kích vào, hoặc là các bạn có thể dây phép này, các bạn nhập key vào này, hoặc là có các bạn chưa gần nhập key thì nói chung là đây, nói chung là bản này là mình có đây vừa nó hiện, nó sẽ hiện ra một cái vòng vàng ở trên này, hiện ra một vòng vàng ở trên này thì các bạn tích vào để các bạn nhập key thôi. Thì các bạn tích vào dòng này, các bạn tích vào dòng này để các bạn nhập key vào đấy, copy key vào, copy key vào. Nhưng mà khi copy key nhớ phải tắt mạng nha. Còn mình thì giới thiệu tiếp là cái phần mềm này có tiếng Việt, chọn vào cái hình trên này này đấy, cái hình cái mũi tên này, chọn nó setting, chọn ngôn ngữ, nó chính là tiếng Việt đây, thấy không, tiếng Việt, apply, ok đấy. Vậy là các bạn có tiếng Việt rồi. Quản lý bản quyền này của mình như là nhập bản quyền này, bản quyền của mình sau nó còn lại có 35 ngày, ít thế nhở. Không sao đâu, nói chung là các bạn chỉ cần một lần để các bạn, cứ khi các bạn kích hoạt là nó lại có một lần cho các bạn, nên các bạn không phải lo vấn đề đó. Chỉ cần các bạn chỉ cần cài driver đúng một lần, nhưng mà làm gì cần nhiều đâu. Đấy, xem là những cái hoạt tiếp này vẫn là cái đó thôi, được rồi. Và mình xin giới thiệu tiếp về cái này, sau khi các bạn cài đặt thành công thì các bạn cắm dây mạng vào, sau khi cài đặt thành công các bạn cắm dây mạng vào đợi cho nó có mạng, có mạng nha, có mạng rồi các bạn nhấn quét. Mình là mình quét cái đi người ngày trước rồi. Với cái quét này thì các bạn có thể có được đầy đủ hết tất cả các driver, nó sẽ tìm ra hết tất cả các driver cho các bạn, là nó tự động nó cài đặt, rất là tiện ích phải không đấy. Đó là một cái phần mềm rất là tiện ích thì mình muốn giới thiệu đến các bạn thôi. Nếu mà các bạn máy nào mà thiếu driver hay khó khăn về vấn đề sau khi cài win ấy, thì các bạn nên làm theo cách của mình nhé. Rồi xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn. Nếu các bạn cảm thấy clip này hay thì nhớ bấm like và share, nhớ subscribe cho mình phía dưới nhé, không là mình cắt đấy. Rồi xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn.